Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thứ hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2022, cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em lại có cái bảng giá sắt thép Hòa Phát mới nhất để gửi tới quý vị và các bác tham khảo cái bảng giá trong ngày hôm nay, xem là giá sắt thép rồi nguyên vật liệu hôm nay nó lên hay nó xuống, giá cả như nào, thì mời các bác đi xem và theo dõi video nhé. Thì trước khi đi vào cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng chi tiết của cửa hàng nhà em, thì rất mong các bác là bớt ra chút thời gian để mình đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em, và đồng thời là mình ấn vào nút chuông thông báo để nhận xem video mỗi ngày. Cứ 8 giờ sáng hàng ngày thì cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em lại có cái thông báo mới nhất, bảng giá mới nhất trong ngày để có lịch trình bán hàng. Thì các bác muốn tham khảo là giá nó lên hay nó xuống thì 8 giờ sáng hàng ngày thì các bác qua kênh của em mình xem video xem là nó lên hay nó xuống. Và nếu như chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em. Hôm nay trước khi đi vào cái bảng giá cũng review qua cho các bác cái kết cấu chuẩn thiết kế của cái móng nhà ống 3 tầng rộng 4,5 m và sâu 20 m thành 90 m². Đây là các cái mố cọc, đóng cọc, tức là dầm này, móng này gọi là móng đài hay còn gọi là móng cọc đấy, móng cốc đấy. Thì các bác đi xem qua cái cách làm sắt và cách bố trí sắt, chịu lực của các bác làm sắt chuyên nghiệp. Đây là thợ chuyên làm sắt đấy các bác nhé. Dầm thì dầm này là đi 25-50, cao 50, rộng 25, sắt 8, đai sắt 8 và sắt dầm là đi phi 20, 3 cây trên 3 cây dưới. Đấy các bác, nếu như bác nào mà đang chuẩn bị làm nhà thì các bác tham khảo qua cái các cái cách bố trí sắt và cách làm sắt của các thợ người ta chuyên làm sắt. Còn đâu để về cái tính toán thì cũng có những cái video em đã tính toán căn nhà, mỗi căn nhà là bao nhiêu cây sắt rồi, thì các bác tìm tham khảo. Còn đâu bây giờ hôm nay này em chỉ có review cho các bác để các bác nắm được cái cách bố trí sắt. Đây các bác có thể xem như cái cọc này, nhà người ta là cọc này đi phi, cọc này là cọc phi 14 nhá các bác nhá, cọc này là cọc đặt đấy. Các bác có thể nhìn xem cái dầm kia người ta đi đúng vào, người ta đan đúng vào chịu lực đúng trên mặt cọc luôn. Đeo khẩu trang vào. Đấy. Đi rất chuẩn nhá. Hai sợi sắt này là để người ta răng ở giữa. Đấy. Cái này là 3 cây trên 3 cây dưới này, phi 20 này. Còn cái đế đài kia là người ta đi phi 16 nhá các bác nhá. Đấy các bác, khi nào mà mình làm nhà thì các bác chú ý các cái video này của cái người ta làm sắt chuyên nghiệp thì các bác áp dụng. Đây này, các bác thử, các bác người ta đi cái sắt vào đúng cái cọc đài rất là chuẩn luôn. Đấy các bác, người ta đi đoan đan nó nằm giữa, nằm nổi hẳn trên cái cọc kia, nó mới là người ta đi sắt rất là chuẩn đấy. Cái đế đài kia là phi 16 này. Đấy, còn dọ người ta đi phi 12 nhá các bác nhá. Sắt dọ người ta chưa đan. Dọ đi phi 12, còn nó đế đài bao giờ các bác cũng lưu ý cho em cái đế bao giờ là cũng cần sắt cứng để nó chịu lực các bác nhá. Đấy. Còn đâu cái sắt dầm là đi 3 cây, 3 cây trên 3 cây dưới là phi 20. Nếu như các nhà các bác mà đất mà nền thổ ấy thì các bác có thể đi phi 18 được. Đây các bác có thể xem là cái dầm nằm đúng trên cái mố cọc, nó cách đan sắt của người ta rất là tỉ mỉ, người ta cẩn thận lắm. Thì hôm nay không để các bác phải chờ đợi lâu. Đấy các bác đi tham khảo cái cách bố trí sắt của cái móng đài nhà rộng 4,5 m và sâu 20 m. Các bác có thể tham khảo nhá. Còn cái bảng giá sắt thép trong ngày hôm nay, phi 6 trơn thì có giá là đi 20.400 đồng 1 kg. Phi 8 gai có giá là 20.450 đồng 1 kg. Phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là 128.000.
Phi 17,2 kg hàng công trình có giá là 148.000. Phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là đi 202.000. Phi 14 13,55 kg hàng CB3 có giá là 275.000. Phi 16 17,2 kg có giá là 350.000. Phi 18 22,45 kg hàng CB3 có giá là đi 455.000. Phi 20 27,7 kg hàng CB3 có giá là 563.000. Phi 22 33,5 kg hàng CB3 có giá là 681.000. Phi 25 45 kg hàng CB3 có giá là 888.000. Như vậy là cái bảng giá sắt thép xây dựng trong ngày hôm nay thì vẫn chưa có điều chỉnh về giá, vẫn giữ nguyên mức giá cũ so với lại ngày hôm qua. Thì rất là tiếc, như theo cái thông báo của bên nhà phân phối thì người ta thông báo là có lịch trình giảm giá nhưng mà vẫn chưa thấy giảm. Do vậy là khả năng là em dự đoán là cũng trong ít ngày tới là cũng nhà máy cũng người ta cũng sẽ điều chỉnh giá bán xuống một chút, bởi vì giá xăng dầu rồi là các thứ nó cũng đi vào ổn định giá thôi. Còn cái xi măng của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em thì cái có xi măng Hoàng Thạch PC30 là giá 1.760 đồng 1 kg. Xi măng Hoàng Thạch MC25 có giá là đi 1.460 đồng 1 kg. Xi măng Long Sơn thì có giá là đi 1.550 đồng 1 kg. Xi măng Hà Trung của công ty xi măng Long Sơn có giá là 1.520 đồng 1 kg. Và xi măng Bỉm Sơn có giá là đi 1.750 đồng 1 kg. Còn cái giá nguyên vật liệu ở tại bãi nhà em thì cái cắt vàng có giá là 450.000 một khối, cắt đen cắt trung hà thì có giá là đi 220.000 một khối, cắt nền thì có giá là đi 150.000 một khối. Còn cái đá 12 thì có giá là đi 290.000 một khối, đá 22 thì có giá là đi 320.000 một khối. Và gạch nò vồng thì các bác đang có giá là đi 1.050 đồng một viên, chưa bao gồm cước vận chuyển các bác nhé. Thì hôm nay mời các bác đi xem và tham khảo cái bảng giá vật liệu xây dựng của cửa hàng nhà em. Nếu như các bác mà thấy cái giá của cửa hàng nhà em nó cao nó thấp thì các bác bình luận góp ý cho em ở bên dưới, và đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em. Và các bác có thể đi tham khảo cái cách bố trí sắt nhà ống 3 tầng, rộng 4,5 m, dài sâu 20 m. Đây là cái bố trí, cách bố trí sắt đúng theo thiết kế. Và cái cách làm của các bác thợ làm sắt chuyên nghiệp chứ không phải là thợ. Đội này là người ta chuyên làm sắt thép xây dựng. Dầm đi phi 20, đai đi phi 8, đế đài đi phi 16 và dọ đài đi phi 12. Đấy. Cột đi phi 18 các bác nhá. Thì hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Kính chúc các bác một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nhé.